diện cho gia tộc họ Nguyễn và sẽ có đôi lời phát biểu để chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Là chúng tôi thay mặt cho hội đồng gia tộc Nguyễn kính chúc sức khỏe, thành công, làm ăn phát tài, luôn luôn phát triển bền vững. Chúc ông các bà cùng toàn thể chúng ta sức khỏe thật dồi dào, hạnh phúc, thành đạt, mọi sự như ý. Tất cả quan khách một lời chúc tốt đẹp nhất